chào bạn. Video đầu tiên của năm mới thì là cái video sửa máy nha các bạn. Thì đây mình nhận được con máy của khách hàng gửi về cho mình. Đó thì con này là chạy 2 biến áp nha. Tuy nhiên thì ở đây họ chỉ gắn có còn một biến áp thôi. Máy này thì tầm khoảng 12 đến 16 phép bạn. Bụi bặm khá là nhiều thì mình biết chắc rằng là con máy này là sử dụng rất là lâu các bạn. Cái bo mạch là bo mạch tiếp gỗ đời cổ. Đó. Đây thì bụi bặm dơ rất là nhiều. Thì con máy này mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ, kiểm tra lại nha bạn. Rồi tiến hành sửa nâng cấp. Đó thì hiện tại bây giờ máy này thì nó mình thử tới thử lui 2-3 lần rồi nó không hoạt động. Dây bình dây đồ này cũng rất cũ, tuy nhiên thì kẹp này vẫn còn dùng được. Nếu cần thiết thì thay kẹp mới thôi. Khách này giữ gìn cũng rất là kỹ nè. Rồi thì mình sẽ tiến hành làm máy này nha bạn. Rồi nha bạn, thì máy này thì kẹp bình đồ này kia mình cũng thay lại, mở ra vệ sinh tất cả những cái linh kiện. Thì những cái linh kiện nào mà nó hỏng hóc cần thay thế thì mình thay thế hết nha bạn. Ở đây thì mình gắn thêm chở gờ xun để chỉnh cái chế độ chống chập vợt. Mạch bích thì thay volume công tắc. Còn cái phần này thì mình thay cái nấm chỉnh mới. Tụ bông mình cũng thay mới. Tụ bông thì họ đi tụ dây nè bạn, nó cũng phù rồi ha. Tụ nguồn thì mình cũng thay mới. Rồi, nói chung là dọn dẹp vệ sinh là chủ yếu. Xong con máy này nha các bạn nha. Đó thì đầu xuân gửi lời chúc đến tất cả anh em làm ăn buôn bán được thuận lợi phát đạt nha. Đây thì là chế độ nó lì. Đó thì mình có làm lại chế độ chống chập vợt cho khách luôn, dùng cho nó an toàn. Lúc ban đầu thì khách sử dụng cái zoom để câu ngang như thế này thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chập vợt thì nó dễ nổ phét lắm bạn, nó dễ gây ra thì gần nổ phét. Rồi máy này thì trộn xung cho mặt xuống ha, bánh lì thì để về nắp giữa. Rồi nắp chỉnh mạnh yếu đây. Đây nha bạn. Thì mình tăng tải lên thì nó sẽ ngắt bảo vệ chập vợt ngay. Đó, nó không hoạt động được nha bạn, nó kịch. Rồi, bây giờ hạ tải về. Đúng mức tải cần thiết thì nó hoạt động lại bình thường nha bạn nha. Rồi gửi lại chúc sức khỏe toàn thể anh em. Anh em muốn đặt máy hay sửa máy thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình 0914506507 nha bạn. Số điện thoại chính bên Hoàng Ngô Điện Tử. Anh em muốn tư vấn hay gì thế nào đó thì anh em cứ gọi điện trực tiếp. Và nhắn tin đó thì mình vẫn trả lời anh em thôi, nhưng mà rất là lâu nha. Các bạn Zalo thì mình nhắn tin trả lời anh em rất là chậm. Rồi, chúc toàn thể anh em nhiều sức khỏe.